Xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh GSA Trading. Hôm nay thị trường của mình đóng cửa ở một cái vùng chỉ số nó khá là em không biết là anh chị mình thấy đây là một cái chỉ số ngẫu nhiên hay là đây là một cái chỉ số có chủ đích anh chị. 1391.91 ha. Thì hôm nay thị trường của mình có phải vào phiên sáng nó vận động tương đối là lình xình không? Nhưng mà vào phiên chiều thì cái sự biến động nó trở nên mạnh mẽ đúng không anh chị? Và đặc biệt trong ATC có rất là nhiều cổ phiếu nằm trong VN30 bị đem ra đè ha. Thì nó ảnh hưởng trực tiếp lên chỉ số, và cái việc mà điều phối chỉ số trong ATC thì chắc chắn là cái sự làm giá của nó sẽ rõ ràng rồi đúng không anh chị? Bởi vì sao? Bởi vì ATC nó sẽ đóng cửa ở một cái vùng giá nào mà cái số lượng cổ phiếu ở cái vùng giá đó khớp lệ nhiều nhất. Thì hôm nay có cái cổ phiếu BVH cũng là một cổ phiếu đặc biệt nè, nó bị bán mạnh trong ATC, bán mạnh đâu đó tầm một giá trong ATC luôn. Thì trước ATC cổ phiếu nó vẫn bình biến động gọi là lình xình thôi, nó vẫn giữ quanh cái vùng giá 619. Nhưng mà sau ATC thì cổ phiếu BVH nó đóng cửa ở vùng giá 60 luôn anh chị. Và cái chỉ số của thị trường sau ATC thì nó đóng đẹp như thế này. Không phải đẹp, nó vẫn là giảm điểm thôi, nhưng mà nó đóng khá là tròn trịa như thế này thì chắc chắn là anh chị mình cũng thấy là thị trường của mình nó đang điều phối bên cái mảng phái sinh đúng không? Bên mảng phái sinh thì thường sẽ lôi những cái cổ phiếu trụ ra mà nó kéo xả để nó làm cái chỉ số đó chị, nó làm cái bộ chỉ số đó biến đổi đi, méo mó đi. Thì hôm nay trong ATC thì một số cổ phiếu trụ nó bị đè giá và đóng cửa ở một cái vùng chỉ số cái giá tròn trịa như thế này, thì anh chị mình cũng biết hôm nay là một cái phiên giao dịch nó không có bình thường cho lắm ha. Thì hôm nay chủ yếu những cái sự tăng điểm anh chị thì nó đến từ những cái nhóm cổ phiếu nè. Thứ nhất đó là bất động sản, thứ hai đó là phân bón, và nhóm cổ phiếu thứ ba là một số cái cổ phiếu bán lẻ. PNG nè, FPT, MWG đó, những cái cổ phiếu đó thì hôm nay nó cũng có cái sự tăng giá. Còn lại tất cả những cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, thép thì hầu như đều giảm ha, giảm hoặc là loanh quanh đâu đó tham chiếu thôi, không có diễn biến gì đặc sắc. Thì thị trường của mình nó là như thế anh chị, mỗi ngày nó đều có một cái nhóm cổ phiếu mà nó sẽ kéo lên và sẽ có một cái nhóm cổ phiếu mà nó đạp xuống. Nên là em cũng có nói trước với anh chị mình ở trong những cái video trước rồi, là hạn chế cái việc mà anh chị mình bán cổ phiếu này mua đuổi cổ phiếu khác ở trong những cái phiên giao dịch nhạy cảm như thế này. Và thị trường của mình đó anh chị, nó đã tăng tương đối là nhiều rồi, liên tục trong nhiều phiên từ cái vùng này nè, từ cái vùng tích lũy khá là lâu rồi đúng không? Thì anh chị mình cũng biết ha, anh chị mình chỉ cần nhìn vào danh mục của anh chị mình cũng có thể biết được là hiện tại anh chị mình đang nắm những cái cổ phiếu lỗ hay lãi. Chắc chắn là lượng nhà đầu tư đang lãi ở trong cái quá trình thị trường đi lên như thế này rất là nhiều, thì đã tồn tại đâu đó cái áp lực bán rồi anh chị ha, có một cái áp lực sẵn sàng bán ở đâu đó ở cái vùng này rồi. Nên là thị trường nha, thị trường bây giờ mà chỉ cần một phiên mà nó điều chỉnh giảm nhẹ về đâu đó cái vùng 1380 thôi là anh chị mình bỏ chạy toán loạn luôn. Bởi vì thị trường mà giảm về 1380 thì cổ phiếu nó giảm rất là mạnh nha. Bản chất cái cổ phiếu á, từng cổ phiếu nó sẽ giảm tương đối là mạnh, cái biên rất là lớn. Và anh chị mình sẽ có một cái lượng hàng đang lãi và anh chị mình sẽ sẵn sàng đem ra bán bất cứ lúc nào ha. Nên là anh chị mình cũng cẩn trọng là cái việc mình mở mua mới, vị thế mua mới một số cái cổ phiếu giai đoạn này thì nó khá là rủi ro ha, nên là mình cẩn trọng ha, đặc biệt là mình sẽ không mua đuổi những cái cổ phiếu mà nó đang tăng nha, bởi vì sẽ không biết tới ngày nào những cái cổ phiếu đó sẽ là những cái cổ phiếu điều chỉnh để nhường sân cho những cái cổ phiếu khác nó xanh ha, nó luân phiên nhau, nó điều phối chỉ số của thị trường thôi. Nên là anh chị mình cân nhắc cái vùng này ha, mình nên gọi là sáng suốt trong cái việc mà lựa chọn mình có giải ngân tiếp cái đồng tiền của mình ở những cái phiên giao dịch nhạy cảm này hay không. Thì thị trường khi mà tăng nóng liên tục trong 5-6 phiên như thế này á anh chị, và đặc biệt là đã có một cái phiên mở biên tăng rồi nè, thì thị trường của mình ha, mở biên tăng đồng nghĩa với những cái biên giảm nó cũng sẽ dần dần nó nới ra ha. Chẳng hạn như hai phiên giao dịch này đều anh chị mình thấy hai cái cây nến đó anh chị, nó xích sao nhau ha. Thì nói chung là hai cái phiên giao dịch này đều là những cái phiên giao dịch gọi là rung lắc để cho nhà đầu tư rũ bỏ bớt hàng ra. Nhưng mà đa số những cái cổ phiếu ngày hôm nay em cũng chưa thấy cái sự điều chỉnh đủ để mà nhà đầu tư có thể chốt lãi đâu anh chị. Nên là anh chị mình cẩn trọng ha. Để mà ép được nhà đầu tư chốt lãi thì cần cái sự rung lắc mạnh hơn rất là nhiều ha. Nên là anh chị mình chú ý ha, những cái phiên như thế này vẫn còn đang rất là bình thường, và sẽ có những cái rủi ro xuất hiện những cái phiên nó rung lắc còn mạnh hơn như thế. Nên là mình cũng hạn chế mình giải ngân ha, mình để dành tiền để nếu mà có xảy ra những cái phiên điều chỉnh mạnh hơn thì mình có được một cái khoản tiền để mình có thể sẵn sàng mình mua được những một số cái cổ phiếu mà mình đang nắm vị thế ít á, mà mình gia tăng thêm cái vị thế của mình ở những cái vùng giá đó tốt hơn ha. Chẳng hạn như những cái vùng giá điều chỉnh á, anh chị mình vào nó sẽ an toàn hơn.
Thì thị trường ở đây em vẫn đánh giá là nó sẽ xuất hiện những cái nhịp rung lắc trong cái vùng đi cao, lên cao này ha. Bởi vì sao? Bản chất ha, càng lên cao thì chắc chắn là sẽ càng dốc, dốc thì rung lắc sẽ càng mạnh đúng không anh chị? Cũng giống như việc anh chị mình đi ở trên một cái mặt phẳng thì cái việc mà anh chị mình té chỉ cần ngã xuống thì ngã ở yên một chỗ thôi. Nhưng nếu mà anh chị mình đi lên một cái dốc mà anh chị ngã thì anh chị sẽ bị trượt dài đúng không? Thì thị trường mình cũng vận động như thế ha, càng lên cao thì chắc chắn là cái sự rung lắc sẽ càng mạnh và cái biên lợi nhuận cũng như là cái biên lỗ của anh chị mình nó sẽ càng ngày nó mở ra. Nên anh chị mình cực kỳ chú trọng những cái phiên giao dịch như thế này ha. Thị trường vừa vượt cái vùng 1380 và đang tiệm cận lại cái vùng 1420 thì đều là những cái cột mốc gọi là em đánh giá là nó sẽ rung lắc rất là mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì em cũng nói rồi, nó sẽ thường rung lắc khi mà nó vượt được kháng cự rồi, nó vượt rồi nó mới rung lắc. Còn chưa vượt anh chị mình đề phòng quá thì sao mà nó rung lắc được, nó sẽ đi lên trong nghi ngờ. Anh chị mình sẽ nghe rất là nhiều người nói những cái phiên đi lên trong nghi ngờ như thế này là đúng, bởi vì anh chị mình càng lo sợ ở cái vùng kháng cự thì chắc chắn là cổ phiếu chắc chắn là nó sẽ vượt luôn rất là nhanh. Bởi vì sao? Anh chị mình lo sợ, anh chị mình cứ tới cái kháng cự này anh chị mình cứ sợ, anh chị mình bán ra thì cái việc mà nó nhẹ tàu nó chạy ra khỏi cái vùng kháng cự này rất là bình thường. Nhưng mà khi mà vượt rồi, anh chị mình bắt đầu thấy vượt kháng cự, anh chị mình đua vào, anh chị mình mua thì chính những cái phiên T cộng 3 nó khá là căng thẳng ha, và cái biên nó bắt đầu mở thì chắc chắn là cái việc mà giải ngân ở cái vùng này nè sẽ là nhà đầu lượng, nhà đầu tư giải ngân ở cái những cái phiên tăng như thế này á sẽ sẵn sàng cắt lỗ rất khá là nhiều ha, hơn là những nhà đầu tư đã nắm được cái vùng giá ở dưới này rồi. Nên là anh chị cũng cẩn thận với cái áp lực chốt lãi của những nhà đầu tư ha. Thì đó là về thị trường chung ha. Thị trường chung em vẫn đánh giá là sẽ có những cái sự rung lắc mạnh trong tuần giao dịch này ha, nên là anh chị mình cứ cẩn thận ha. Không, tuần giao dịch này thì cũng đầu tuần sau sẽ có những cái sự rung lắc gọi là giảm thị trường giảm mạnh đó, thì cũng không có đến nỗi là sẽ giảm mạnh đâu, nhưng mà sẽ xuất hiện những cái nhịp điều chỉnh để cho nhà đầu tư chốt lời bớt, bởi vì trong quá trình đi lên mà đu bám quá nhiều thì chắc chắn sẽ xảy ra rung lắc thôi. Thì tiếp theo mình sẽ đi qua những cái nhóm cổ phiếu ngày hôm nay ha. Đầu tiên thì cũng đi qua nhóm ngân hàng thôi. Ngân hàng thì anh chị cũng thấy được là hôm nay giảm điểm nè. Em cũng đã nói với anh chị mình cái dòng ngân hàng rồi. Dòng ngân hàng nó đang tăng ha. Nó tăng được một phiên thì một phiên đó nó cũng không nói lên được điều gì với cái xu hướng nha anh chị. Xu hướng mình phải nhận định trong rất là nhiều phiên. Còn cái việc mà cổ phiếu nó chỉ tăng trong một phiên thì nó cũng không có ảnh hưởng gì đến cái xu hướng của cổ phiếu cả. Và hiện tại cổ phiếu nó vẫn đang giữ một cái xu hướng, nó đang nằm trong cái xu hướng giảm đúng không anh chị? Mà mặc dù nó giữ được cái vùng giá này nhưng mà xu hướng của nó vẫn là xu hướng giảm và đang tích lũy ở đây thôi. Thì mình phải chờ một vài phiên mà nó có dòng tiền vào ha, nó có tăng giá với dòng tiền vào nữa thì lúc đó mình mới xem xét tham gia. Còn chỉ dựa trên một cái phiên tăng như thế này mà mình mua vào thì nó cũng còn hơi sớm. Thì mình đánh giá rủi ro nó khá là cao thì mình cũng không tham gia vào những cái cổ phiếu dòng ngân hàng, mà mình chỉ chú ý thôi. Mình chú ý chờ nếu mà có phiên dòng tiền vào nữa thì lúc đó mình sẽ tham gia ha. Cổ phiếu Techcombank. Techcombank là cổ phiếu mà nó nổ lên và nó hồi phục lên lại đâu đó, tiệm cận lại cái vùng kháng cự cũ cũng khá là đẹp. Nhìn chung giai đoạn trước nha, cổ phiếu Techcombank nó xấu hơn cả MBBank luôn. Và MBBank là cổ phiếu nó có dòng tiền vào trước. Nhưng nhìn về cái biểu đồ ngày hôm nay thì chắc chắn là cổ phiếu Techcombank nó lại đẹp hơn cổ phiếu MBBank ha. Thời thế nó thay đổi rất là nhanh anh chị. Chỉ cần một phiên nó tăng như thế này là mình nhìn cái góc nhìn của anh chị khác hẳn luôn. Cổ phiếu đang giảm anh chị mình có cho tiền cũng không dám mua đúng không? Nhưng mà chỉ cần cổ phiếu nó tăng lại là cỡ nào anh chị mình cũng đu vào được hết. Nhưng mà hiện tại nha, nếu mà để nói về điểm mua an toàn cho dòng cổ phiếu ngân hàng thì em vẫn chưa thể nào mở được cái điểm mua cho cổ phiếu dòng ngân hàng đâu. Mặc dù một vài phiên tới nó có tăng đi nữa thì em vẫn phải cần một cái phiên tăng mà với cái khối lượng lớn ha. Rồi lúc đó mình sẽ bắt đầu chờ những cái điểm nó test lại mình tham gia. Chỉ một phiên tiền vào như thế này và khối lượng như thế này em cũng không đánh giá là lớn đó, lớn lắm đâu. Nên là em vẫn ưu tiên em quan sát hơn là em sẽ giải ngân cái cổ phiếu dòng ngân hàng. ACB cũng tương tự thôi chị. Không, những cái cổ phiếu này thì không nói quá nhiều ha, bởi vì nó đang vận động tương tự như nhau nên là mình cũng không nói quá nhiều đối với những cái cổ phiếu này ha. Vẫn xu hướng chưa đạt nè, dòng tiền chưa mạnh mẽ nè, thì mình vẫn chưa có điểm mua cho dòng ngân hàng thì mình cứ tạm lướt qua những cái cổ phiếu đó thôi ha. Tiên Phong Bank thì cũng đang có cái sự điều chỉnh trở lại nè chị. À không, gọi là cái sự tích lũy trở lại mà cái khối lượng cái áp lực bán nó dần dần cạn kiệt rồi. Anh chị mình thấy không? Cái áp lực bán dần dần cạn kiệt rồi ha. Nhưng mà điểm mua mới thì
Em cũng chưa có khuyến khích anh chị mua đâu, bởi vì hôm nay dòng ngân hàng nó hơi xấu thì cái góc nhìn của mình nó sẽ tiêu cực một xíu đối với dòng cổ phiếu dòng ngân hàng. Thì có vị thế rồi thì mà nắm giữ thôi, còn mua mới vùng này thì cũng chưa có mua đâu. Và dòng chứng khoán cũng tương tự nha anh chị. Em sẽ đi qua dòng chứng khoán cho anh chị mình xem nè. Đối với em nha, khi mà cái cảm giác của em về cái cổ phiếu dòng chứng khoán thì lúc nào em cũng cảm thấy nó cứ có một cái gì đó chực chờ, nó gãy nhiều hơn là nó sẽ tăng ha. Em không nói là phán đoán của em đúng 100%, nhưng mà nhìn về cái rủi ro thì em vẫn thấy là cái cổ phiếu dòng ngân chứng khoán hiện tại nó đang nằm ở cái vùng rủi ro ha, chứ không phải là vùng rủi ro thấp đâu. Vùng rủi ro nó tương đối là cao nên mình cũng không có tham gia vào những cái cổ phiếu này ha. Ngoại trừ cổ phiếu ORS nè. Cổ phiếu ORS thì nó giữ được cái xu hướng tăng tốt đúng không chị? Giữ được xu hướng tăng rất là tốt và nó có cái sự đợi giá đâu đây nè. Nhưng mà ở vùng này thì cũng khá là đẹp, nhưng mà em cần nó vượt luôn hẳn cái vùng kháng cự này của nó đi đã, rồi mình sẽ tính tiếp. Nhưng mà nhìn chung thì đây là cái cổ phiếu tốt đúng không anh chị? Bởi vì sao? Nó còn đánh theo cả cái ngân hàng Tiên Phong Bank nữa. HCM cũng tương tự nè chị. Thấy không? Ha. Sau khi chi cổ tức thì vẫn đang liên tục giảm thôi nè. Thì nói chung là cái giai đoạn mà thời hoàng kim của cổ phiếu dòng chứng khoán nó đã qua đi rồi ha. Thời hoàng kim của SI nè, VND, VCI, HCM nè, SHS nè, rất là nhiều cổ phiếu nó đã đi qua khỏi cái thời hoàng kim của nó rồi. Thì nó hết thời rồi thì mình cứ tạm gác nó qua, khi nào mà thời của nó quay trở lại thì lúc đó mình lại mình tham gia vào sau, không có vấn đề gì đâu anh chị. Mình không có cần phải vội vã. Dù anh chị mình có yêu thích cái dòng chứng khoán như thế nào đi nữa thì tiền bạc của mình đó, tiền bạc tiền gì đồng tiền đi liền khúc ruột mà anh chị ha. Nên là nếu mà anh chị có yêu thích mà anh chị mình mua cái điểm mua sai ha, và nó đem lại một cái khoản lỗ cho anh chị mình, thì anh chị mình sẽ rất là khó chịu. Nên là mình cứ chờ cái thời của cái cổ phiếu này nó quay trở lại đi ha. Thích là một chuyện, nhưng mà tiền bạc của mình tìm kiếm lợi nhuận nó là một chuyện ha. Nên là mình cứ tạm gác những cái cổ phiếu dòng chứng khoán này qua đi ha. À, cổ phiếu dòng chứng khoán em thấy ngoài ORS em cũng thấy có một cái cổ phiếu nè, đó là cổ phiếu VIX. VIX thì giai đoạn trước nó chạy gọi là chạy nước rút luôn ha, nó chạy cực kỳ mạnh anh chị, chạy trên hơn 100%. Nhà đầu tư nào nắm VIX là gọi là ấm no luôn, ấm no sung túc mà tới hiện tại bây giờ vẫn chưa thể lỗ đúng không anh chị ha. Thì cổ phiếu VIX này nè, sau một cái quá trình dài mà nó đã giảm giá rồi thì hiện tại em thấy là nó đang tích lũy lại ở cái vùng này, thì khả năng là cổ phiếu này nó cũng sẽ sớm quay trở lại đường đua thôi. Nhưng mà để mua thì mua được chưa anh chị? Chắc chắn là chưa ha. Khi nào mà nó bứt thoát khỏi cái xu hướng cái vùng tích lũy này của nó thì lúc đó mình sẽ xem xét mình tham gia vào. Còn bây giờ anh chị mình mua vào, anh chị mình không biết nó tích lũy tới bao giờ đâu ha. Nó không có treo leo ở trên đỉnh như những cái cổ phiếu khác, nhưng mà hiện tại nó đang ở cái vùng giá thấp mà vùng vùng của nó tích lũy, thì mình cũng không thể đoán được cổ phiếu nó tích lũy trong bao lâu. Mình tham gia vào thì khả năng là mình bị ôm cái cổ phiếu nó khá là lâu, nên là mình cũng sẽ chú ý tới cổ phiếu này thôi. Khi nào mà nó có những cái phiên gọi là tăng điểm trở lại và có sự quay trở lại của dòng tiền, lúc đó mình sẽ xem xét mình tham gia ha. Thép ngày hôm nay ha, hôm nay cũng là một cái phiên gọi là đứng yên thôi. Hôm nay thép trong phiên cũng có tăng chút 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 chút, tầm vài like thôi thì không có đáng kể ha. Nó tăng có tí xíu anh chị, tăng tầm vài like thì cũng không đáng kể đâu. Và hầu như vẫn đang vận động trong cái vùng tích lũy thôi, thì mình cũng tiếp tục mình nắm cái cổ phiếu dòng thép này thôi. HBG cũng tương tự nè ha. Đã nói quá nhiều về dòng thép rồi thì hôm nay em cũng chỉ nói sơ lược về những cái cổ phiếu này thôi, mình không nói quá nhiều ha. Về những hầu như là nó vẫn đang vận động trong cái vùng tích lũy lại của cổ phiếu á, thì mình cũng không có cái yếu tố nào khác biệt lắm để mình có thể nói. Và dòng thép cũng cũng là một cái dòng mà nhà đầu tư cũng đang lãi tương đối là nhiều giai đoạn vừa rồi ha, thì cũng chực chờ những cái áp lực chốt lời ở đâu đó ở cái vùng này. Thì miễn là thị trường nó đừng có xấu, thị trường mà nó điều chỉnh là chắc chắn những cái cổ phiếu thép sẽ bị đem ra bán tương đối là nhiều đó anh chị. Nên là ở cái vùng này thôi mình cũng đừng có giải ngân ha, đang nắm thì mình chờ mình chốt lãi thôi. Tốt nhất là những cái phiên xanh thì mình có thể mình ra bớt hàng đi, mình ra bớt hàng đi để mình đề phòng cái rủi ro. TVN ha, TVN thì hôm trước em cũng có khuyến nghị anh chị mình đúng không, và hiện tại nó vẫn đang
vẫn đang đâu đó cái vùng giá 17x 18 đây thôi, vùng hỗ trợ của nó thì mình vẫn coi như là mình nắm giữ, mình quan sát. Nếu mà anh chị mình chưa mua thì anh chị mình có thể quan sát, còn anh chị mình mua rồi thì cứ nắm giữ đi ha, nó đang ở cái vùng này nó có hỗ trợ của nó thì không vấn đề gì cả, khi nào xấu rồi mình mới đem ra mình xử lý ha. Còn hiện tại thì nó cứ vận động ở cái vùng hỗ trợ cứng này, vùng này khá là cứng đó chị ha, thì chỉ cần là dòng thép nó neo giữ được và thị trường của mình neo giữ được thì chắc chắn là những cái cổ phiếu này nó sẽ bật tăng trở lại. Nam Kim thì cũng là cái cổ phiếu mà gọi là đang treo leo trên đây thôi, đang neo ở trên cái vùng đỉnh này ha, thì mình cũng không có mở mua mới nha anh chị ha. Nói rồi, dòng thép là đó đang có cái áp lực chốt lời rất là lớn nha, nhà đầu tư đang lãi khá là nhiều và luôn luôn sẵn sàng bán nếu mà thị trường có cái dấu hiệu điều chỉnh hoặc là dòng thép nó có dấu hiệu điều chỉnh thì chắc chắn sẽ có cái áp lực bán ở đây, nên là mình không mua mới ha, mình không mua ở cái vùng giá người ta sẵn sàng bán. Cổ phiếu BVH ngày hôm nay bị xả trong ATC nè anh chị mình nhìn đây, anh chị mình nhìn vào cái bảng giao dịch nè, lệnh nè, anh chị mình nhìn vào đây có thể thấy được là ở cái mức giá đó thì giao dịch khối lượng bao nhiêu nè, anh chị mình có thấy là trong trước ATC cổ phiếu nó vẫn còn đang ở vùng giá 69, nhưng mà sau ATC đóng cửa vùng giá 60 luôn anh chị, và cái khối lượng giao dịch nè, khối lượng giao dịch trong ATC tương đối lớn và ở một cái vùng giá thấp ha, làm cho cái gọi là cái giá của cổ phiếu BVH kết phiên ngày hôm nay khá là xấu. Nhưng về nói về thanh khoản thì nó chỉ xảy ra trong ATC thôi, thì mình cũng không có đánh giá là cổ phiếu này nó gặp cái áp lực bán tháo hay gì cả, mà nó chủ yếu là do bị đè cái chỉ số ha. Thì mình vẫn cứ ưu tiên mình nắm giữ cái cổ phiếu BVH này thôi ha, không vấn đề gì cả, mình cứ nắm giữ, mình chờ ha, mình chờ diễn biến của cổ phiếu như thế nào mình mới xử lý. Còn hôm nay cổ phiếu nó diễn biến trong ATC thì mình cũng đánh giá đâu đó có cái sự mafia rồi, thì mình cũng quan sát tiếp tục thôi ha. Ngoài quan sát thì mình không thể làm gì, mình không thể đánh giá trong cái phiên ATC dòng tiền nó như thế nào, mình chỉ biết được là nhà tạo lập họ làm giá, họ đè giá cái cổ phiếu này trong ATC thôi. Có thể là điều phối chỉ số phái sinh nè, những cái cổ phiếu trụ hôm nay bị đem ra đè trong ATC cũng rất là nhiều. Tại sao cũng là cổ phiếu bảo hiểm nhưng mà cổ phiếu MIG lại tăng mà cổ phiếu BVH lại giảm, thì anh chị mình cũng biết là BVH nó nằm trong VN30, nó là cổ phiếu vốn hóa lớn trong VN30 thì chắc chắn là nó sẽ là cái cổ phiếu bị đè giá đúng không anh chị. Thì mình so sánh ha, hai cái cổ phiếu trong cùng một ngành thì mình sẽ thấy được sự khác biệt. Cổ phiếu MIG là một cái cổ phiếu mà gọi là thanh khoản nó khá là bé, nó không có đóng góp gì nhiều cho thị trường chung cũng như là bộ chỉ số của VN-Index, nên là cái việc mà cổ phiếu này nó giao dịch bình thường ha. Còn hôm nay khi mà thị trường đã muốn đè chỉ số rồi thì chắc chắn là những cái cổ phiếu trong VN30 không thể thoát khỏi. Thì hiện tại những cái cổ phiếu như thế này anh chị mình vẫn ưu tiên anh chị mình nắm giữ nha, thì hôm nay em sẽ không khuyến nghị mua. Hôm nay nói về dòng cổ phiếu bất động sản một tí ha, hôm nay rất là nhiều cổ phiếu bất động sản tăng, chẳng hạn như HDG nè, HDC nè, Long Điền Tăng Trần nè, DSG nè. DSG thì hôm nay cũng có cái sự điều chỉnh nhẹ, nhưng mà DSG ha, sau cái quá trình mà nhốt nhà đầu tư thì bây giờ cũng bắt đầu quay trở lại cái con sóng rồi đúng không? Thì anh chị hỏi là điểm mua, có điểm mua cho DSG hiện tại không? Thì không nha anh chị. Khi mà cổ phiếu nó bắt đầu quay trở lại thì cái lượng nhà đầu tư chú ý và tương đối nhiều, thì mình sẽ chưa tham gia vội vào những cái phiên này đâu nha. Bởi vì sao? Bởi vì nhà đầu tư chú ý rất là nhiều, họ tham gia nhiều thì cổ phiếu nó rất là dễ rũ bỏ. Nên là mình cứ chờ ha, chờ khi nào mà nhà đầu tư chán nản anh chị, cổ phiếu nó đánh sao mà nhà đầu tư chán nản rồi thì lúc đó mình sẽ xem xét mình tham gia lại. Nếu mà cổ phiếu nó đã vào sóng rồi thì cái điểm mua chậm một xíu nó cũng không vấn đề gì đâu chị, bởi vì cái con sóng tăng nó sẽ rất là lớn. Anh chị mình cứ chờ một cái điểm mua nó an toàn hơn để chị mình tham gia. Long Điền, Long Điền thì cũng đang dạo này cũng đang đánh chung với DSG đúng không anh chị? Thì hôm nay cổ phiếu này tăng trần thì cổ phiếu Long Điền thì bản chất xưa giờ nó là như thế rồi chị, nó đầu cơ khá là cao ha, nên nó đánh nó toàn là đánh trần không, giảm thì cũng giảm sàn ha. Thì sau cái phiên tết cung nên chị mình thấy không, biên độ thấp và cái khối lượng thấp thì hôm nay cổ phiếu nó cũng bùng nổ nè. Và anh chị hỏi em có mua hay không thì em cũng không bao giờ em mua đuổi những cái phiên trần như thế này ha, em không có tham gia vào những cái phiên trần như thế này. Em sẽ cần những cái phiên đánh giá
đánh giá thêm về cổ phiếu nữa, để mình tìm một cái điểm mua an toàn hơn. Thì cứ để cổ phiếu nó chạy xong rồi nó điều chỉnh đi rồi lúc đó mình tham gia. Bởi vì anh chị mình tham gia sâu á, anh chị mình đang mua ở cái vùng giá người ta sẵn sàng bán rồi, nên là nó cũng không có thơm đâu. Nên là anh chị mình cứ chờ đi, nếu mà 1-2 phiên tới mà cổ phiếu nó có cho dấu hiệu đẹp thì em cũng sẽ khuyến nghị anh chị mình lại trên kênh. Còn hiện tại thì mình cứ quan sát thôi, đâu phải cổ phiếu nào ngày hôm nay tăng thì mình cũng mong chờ cái điểm mua đến từ cổ phiếu đó anh chị. Vẫn còn rất là nhiều cổ phiếu khác nó chưa tăng nhưng mà nó vẫn có điểm mua đẹp mà. Nam Long, Nam Long thì hiện tại em cũng có nói với anh chị mình, nếu mà anh chị nào mình đánh ngắn đúng không? Đánh ngắn thì mình có thể mình chờ cái cổ phiếu nó lên lại cái vùng, vượt khỏi cái vùng này, rồi lúc đó mình sẽ đánh đánh ăn dày luôn, gọi là đánh xong rồi ăn một cái con sóng tăng luôn. Còn hiện tại á, thì em vẫn cho room khách hàng của em tham gia đánh ngắn với các đánh gọi là trung hạn với cái cổ phiếu này ha, bởi vì em thấy là cổ phiếu nó còn cái tiềm năng nó tăng từ cái vùng đáy này lên lại cái vùng giá 48, thì cái target được cũng khá là xa á. Em tham gia vô lại cái vùng giá 42 anh chị, và em thấy cái target lên lại cái vùng này cũng khá là xa, nên em cũng đã cho room của em mua ở cái vùng giá 42x rồi. Thì em vẫn là ưu tiên em sẽ chốt đâu đó quanh cái vùng giá 48 này. Còn nếu mà nó đã đánh, nếu mà nó có phiên nó đánh bật ra khỏi cái vùng giá 48 này luôn thì em sẽ nắm luôn, em nắm luôn cho cái quá trình đầu tư trung hạn luôn của room khách hàng luôn. Thì cũng cũng nói với anh chị mình, nếu mà chị mình nói muốn đánh về trung hạn cái cổ phiếu Nam Long này thì ở trong cái vùng sideways này anh chị mình vẫn có thể mua nha, anh chị mình vẫn có thể mua trong cái vùng sideways này luôn. Bởi vì anh chị mình đánh trung hạn thì thường sẽ không có để ý lắm đến với cái thời gian mình nắm giữ, nhưng mà nếu mà để đánh ngắn hạn mà một lần mua một lần ăn luôn thì anh chị mình cứ chờ cái cổ phiếu này nó bứt thác đi ha. Thì hiện tại em thấy hôm nay cổ phiếu Nam Long nó tăng túc tắc và dòng bất động sản tăng thì cũng có nhiều nhà đầu tư đưa vào ha, nhưng mà em thì cũng đã cho room mua ở cái vùng giá 42x rồi. Thì anh chị nào trong room khách hàng anh chị mình sẽ nắm được cái vùng giá đó. Thì em thường em cho mua ở những cái vùng giá rất khá là thấp thôi, để những cái vùng giá đó trở đi anh chị mình nắm hàng nó cảm giác nó thoải mái hơn ha, không có bị giảm điểm từ cái vùng giá em khuyến nghị anh chị, nên là mình sẽ nắm thoải mái hơn và mình sẽ bỏ qua được những cái biến động của thị trường. Bởi vì cái tiêu chí room của em không phải là giao dịch theo mỗi ngày đâu anh chị, không phải là ngày nào mình cũng mua mua bán đâu, mà dành thời gian quan sát rất là nhiều ha. Nên là anh chị đầu tư trong room thường là anh chị mình cũng khá là kiên nhẫn ha, bởi vì không phải là ngày nào em cũng khuyến nghị mua bán đâu anh chị. Bởi mua bán như thế thì rất là rủi ro, và cái dòng tiền của anh chị chẳng khác nào em khuyến khích anh chị nhà đầu tư mình chia nhỏ cái nắp của mình ra, mình mua quá nhiều cổ phiếu thì đầu tư không có hiệu quả, nên là mình cũng chỉ đánh tập trung thôi. Nên là dành thời gian rất là nhiều những cái phiên mà thị trường lình xình, nó dành thời gian rất là nhiều để quan sát, hầu như là không giao dịch luôn á. Cổ phiếu VRE, VRE cũng là cổ phiếu mà em có khuyến nghị cho anh chị mình ha, nắm giữ và cả về trung hạn đều ngon đúng không? Thì cổ phiếu VRE nó hiện tại trung tâm thương mại mở cửa lại các kiểu thì cổ phiếu này nó cũng bắt đầu nó có cái dấu hiệu nó tăng rồi ha, nhưng mà để mà anh chị mình mà đánh ngắn mà để ăn ngay á, thì anh chị mình cũng phải chờ ha, anh chị mình chờ một vài phiên nữa rồi mình sẽ tìm cái điểm tham gia vào mình bắt cái phiên nó nổ. Còn hiện tại thì em khuyến nghị cho khách hàng của em á, một vài khách hàng mà nắm gọi là em biết cái tính nắm được kiên nhẫn thì em mới khuyến nghị cái cổ phiếu VRE này. Còn anh chị nào mà không kiên nhẫn thì em cũng không có khuyến nghị cái cổ phiếu VRE này để nắm giữ, thì hiện tại em cũng có khuyến nghị từ tuần trước rồi. Và anh chị nào mình kiên nhẫn mà mình luôn trên tinh thần là mình sẵn sàng và nắm cổ phiếu này ha, mình không có đảo quá nhiều á, thì mình sẽ mới tham gia được vào những cái cổ phiếu như thế này. Còn để mà cái điểm mua ngắn cho anh chị nhà đầu tư, anh chị mình muốn mua mới á, anh chị nào mà muốn mua mới cổ phiếu VRE á, thì hiện tại mình cứ chờ ha, chờ em thông báo cái điểm mua ha, chờ một vài phiên nữa nó sẽ có xuất hiện những cái điểm mua mới cho anh chị mình trên cái cổ phiếu này, thì lúc đó em sẽ khuyến nghị lại cho anh chị mình ha, ít nhất mình phải chờ thêm một cái phiên ngày mai nữa. Cổ phiếu VGI là một cái cổ phiếu em có làm một cái bài phân tích em gửi đến anh chị mình cái hôm đó. Em khuyến nghị, em nhớ là hôm đấy em không có làm video, nhưng mà em có gửi cho anh chị mình một cái đoạn phân tích về cổ phiếu VGI, cũng như là cái câu chuyện mà VGI nó thoái vốn trong 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 cái quá trình năm 2020 đến đầu năm 2021, và việc VGI nó bán xong cái cổ phần ở công ty Vĩnh Sơn và tập trung, không phải VGI mà là tập đoàn Viettel, bán thoái vốn xong cái doanh nghiệp Vĩnh Sơn và tập trung
chủ yếu để phát triển cái mạng viễn thông. Thì chắc chắn là khi phát triển mạng viễn thông thì cái cổ phiếu VGI này sẽ là cái cổ phiếu được tập trung đầu tư nhiều, đúng không anh chị? Và đó là một cái yếu tố cơ bản để mà mình có thể mình nắm giữ cổ phiếu thôi. Còn cái điểm mua, em đã nói với anh chị mình là điểm mua, em đã gửi cho anh chị mình điểm mua cả về ngắn hạn lẫn trung hạn, nó đã mở ra ở cái vùng giá 42, vùng giá 34, 342, 34X này nè. Thì em có gửi cho anh chị mình ở trong room đó, chị mình theo dõi video của em mà có tham gia vào cái room trao đổi á, em có để ở dưới phần mô tả thì anh chị mình cũng mua được những cái cổ phiếu đó rồi ha. Thì anh chị nào mà muốn nhận nhận những cái cổ phiếu em tặng, em gửi tặng đến cái điểm mua gọi là chi tiết và những cái bài phân tích chi tiết như thế thì anh chị mình cứ cho vào room ha, hoặc là có thể liên hệ vào với cái room khách hàng của em. Thì room khách hàng sẽ có những cái điểm mua gọi là tiêu chuẩn và cái điểm mua ưu tiên hơn ha, và sẽ có cái tỷ lệ đi vốn nó chi tiết hơn. Rồi, những anh chị nhà đầu tư ở ngoài thì thi thoảng sẽ có những cái điểm mua đẹp cho anh chị, nhưng mà về việc đi vốn thì em không thể nào em quản lý được cái danh mục của anh chị mình để mà hướng dẫn anh chị mình đi vốn một cái cách hiệu quả. Thì VGI á, khi mà em khuyến nghị ở cái vùng giá 34,2 á, thì hiện tại bây giờ là cũng tăng trên 10% rồi. Nếu mà anh chị nào vào sâu đâu đó vùng giá 35 thì cũng đã 7-8% rồi. Thì cổ phiếu này hiện tại cứ nắm giữ thôi. Còn mua mới thì thật sự em đã khuyến nghị ở vùng mua tiêu chuẩn rồi. Thì nếu mà mua mới á, để mà mua mới lại ở những cái phiên nổi như thế này thì chắc chắn em sẽ không khuyến nghị đâu. Bởi vì cái trường phái đầu tư của em á, cái điểm mua nó phải đúng đúng điểm mua thì mới mua, còn không đúng điểm mua thì chắc chắn là sẽ không có gắng gượng để mà khuyến nghị cho anh chị mình tham gia vào đâu. Hôm nay có cổ phiếu dòng phân bón là cổ phiếu DCM tăng trần thì cũng khá là hot đúng không anh chị? Thì nếu mà anh chị nào theo dõi xuyên suốt video của em thì anh chị cũng có nhớ có một video em nói với anh chị mình cái dòng phân bón target của em là lên đâu đó vùng 29-30. Thì hiện tại cổ phiếu nó cũng đã chạm lại cái vùng đó khá là lâu rồi và hiện tại nó cũng đã vượt rồi. Thì đối với vùng target của em đã là vùng 29-30 rồi, nên là hiện tại nếu mà anh chị nào, em cũng chỉ nhắc lại thôi ha, nếu mà anh chị nào muốn mua ở cái vùng giá này thì anh chị mình khoan mua nha. Ở vùng giá này em thấy là cũng khá là cao trong cái quý cuối năm này rồi, thì em đánh giá là cái target của nó đâu đó vùng 29-30 thì em cũng đã hài lòng rồi. Nếu mà anh chị nào mà muốn tham gia vùng 31 này thì em cũng thấy khá là rủi ro, nên là anh chị mình nên cân nhắc ha. Đối với những anh chị nào đang có ý định mua cổ phiếu này thì em nói anh chị mình là nên cân nhắc cái điểm mua ha. Hiện tại em thấy vùng giá này nó khá là cao và anh chị mình mua nó khá là rủi ro. Thì video ngày hôm nay cũng chỉ có những cái vấn đề đó để trao đổi với anh chị mình thôi. Thị trường chung thì hiện tại em vẫn đánh giá là sẽ xuất hiện cái sự rung lắc mạnh ha. Hai cái phiên rung lắc 2 ngày nay thì em đánh giá là chưa có vấn đề gì đâu. Có thể là phiên ngày mai nó sẽ không giảm mạnh liền mà nó có sẽ tăng nhẹ hoặc là nó loanh quanh đâu đó đây, nhưng mà vẫn tiềm tàng những cái rủi ro mà của thị trường nó sẽ rung lắc mạnh hơn nha. Nên là anh chị mình tiên quyết là sẽ không mua đuổi những cái cổ phiếu mà nó tăng trần hoặc là tăng mạnh trong phiên nha. Thì video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị mình đã lắng nghe video của em ha. Nếu mà anh chị yêu thích kênh thì anh chị mình nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em cũng như là đón nhận những cái video mới nhất mà em gửi đến anh chị mình, không bỏ lỡ cái video nào cả. Thì cảm ơn anh chị đã lắng nghe ha. Chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ.